Kendall Jenner bị trầm cảm, tự ti vì không gợi cảm như các chị em gái nhà Kardashian Jenner. Người mẫu nổi tiếng hàng đầu thế giới Kendall Jenner vừa thực hiện một bộ ảnh táo bạo với tờ tạp chí IT, trong đó chân dài 26 tuổi tiết lộ về những chứng bệnh tâm lý của mình. Kendall Jenner cho biết bản thân cô rất dễ rơi vào những cơn hoảng loạn. Kendall tâm sự rằng cô đã luôn phải vật lộn với những bất ổn tâm lý và phải tìm cách để cân bằng được nội tâm thông qua hoạt động luyện tập thể chất, tập thiền và viết nhật ký. Dù sở hữu sự nghiệp đỉnh cao trong giới người mẫu quốc tế, lại có những hoạt động kinh doanh riêng tương đối thành công với những dòng sản phẩm như thời trang, mỹ phẩm, đồ uống rất ăn khách. Nhưng Kendall Jenner cho biết cô vẫn có những vấn đề riêng. Cho tới hiện tại, cô vẫn đang phải chiến đấu với chứng trầm cảm. Kendall chia sẻ rằng cô duy trì việc viết nhật ký hàng ngày vì thấy rằng đây là biện pháp lý tưởng nhất giúp cô giữ được trạng thái tâm lý bình an, cân bằng trong công việc và cuộc sống. Tôi có một cuốn sổ nhật ký kiểu cũ, nó có khóa, tôi cất giấu nó ở chỗ kín đáo. Cuốn sổ ghi lại tất cả những cảm xúc và suy nghĩ của tôi, những điều mà tôi cho là bí mật của riêng mình. Trong cuốn sổ đó, tôi viết ra mọi nỗi giận dữ, nỗi thất vọng, sự căng thẳng và cả những niềm vui, những ý tưởng. Cho tới hôm nay, tôi vẫn đang phải đối diện với những vấn đề tâm lý của mình. Chỉ cách đây mấy ngày thôi, tôi đã phải trải qua một cơn hoảng loạn, tâm lý rất bất ổn. Khi ấy, tôi tìm ngay tới cuốn sổ của mình, bắt đầu viết ra mọi chuyện và rồi cố gắng quên đi. Kendall Jenner cũng khuyên những người đang gặp phải những vấn đề tâm lý rằng họ hãy tìm tới hoạt động luyện tập thể chất, hãy cố gắng giữ cho cơ thể mình khỏe mạnh năng động. Điều này sẽ giúp họ chiến thắng những nỗi lo lắng, sự bất an, những xúc cảm tiêu cực. Về phần Kendall, cô thường tìm tới các hoạt động như cưỡi ngựa, dắt chó đi bộ, tập Pilates. Tôi chỉ có thể cảm thấy ổn thỏa về tinh thần khi tôi cảm thấy mình đang thực sự khỏe mạnh về thể chất, cô nói. Kendall Jenner từng tự ti vì không gợi cảm như các chị em gái trong gia đình. Trong số các chị em gái nhà Kardashian Jenner, thì Kendall là nhan sắc có ít đường cong nảy lửa nhất. Cô cũng là thành viên duy nhất trong gia đình chưa sinh con. Kendall còn thích sống kín tiếng, phong cách sống của cô có phần khác biệt so với các thành viên khác trong gia đình. Đôi lúc người đẹp 26 tuổi cảm thấy mình như ở sai chỗ và là một con sói cô đơn trong gia đình. Kendall chia sẻ rằng, không phải lúc nào cô cũng cảm thấy thoải mái với diện mạo của bản thân. Các chị em gái của tôi có những đường cong ấn tượng hơn tôi nhiều. Tôi lớn lên giữa họ và có cảm giác mình như một cái cây khẳng khiu. Tôi nhìn các chị em gái của mình và luôn nghĩ, liệu mình có cần phải trở nên sexy giống như họ không? Điều đó đã từng khiến cô cảm thấy khổ sở. Tôi luôn cảm thấy mình như không phù hợp, như không mở vào đúng chỗ của mình. Khi ở bên các chị em gái, Kendall thường bị so sánh như con sói cô độc. Cô khác biệt về diện mạo và là người duy nhất trong các chị em chưa sinh con. Kendall cũng sống kín đáo, cẩn trọng hơn các chị em trong gia đình. Sau cùng, Kendall nhận ra, tôi không cần phải giống các chị em gái của mình. Tự nhận mình là người lập dị trong gia đình, Kendall cho hay, cô đã học cách chấp nhận những khác biệt của bản thân. Tôi thích tạo ra những dấu ấn khác biệt, tôi thích làm những điều khác biệt, cô giải thích. Kendall Jenner hiện có hơn 220 triệu tài khoản theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Mặc dù nổi tiếng, giàu có và sở hữu sự nghiệp người mẫu ấn tượng, nhưng Kendall không nghĩ mình là một biểu tượng của giới trẻ. Thật kỳ khôi khi tôi tự nghĩ về mình như thế. Tôi cố gắng không nghĩ về bản thân mình như kiểu một biểu tượng hay điều gì đó tương tự. Có những giai đoạn cảm thấy quá căng thẳng trong công việc và cuộc sống, Kendall từng quyết định tạm ngưng sự nghiệp khắc quốc một thời gian. Kể từ khi quyết định tự mình quản lý sự nghiệp, Kendall cho biết cô đã cân bằng tốt hơn giữa thời gian dành cho công việc và thời gian dành cho bản thân.